Minh ơi, anh trả lời cái comment này cho nó căng căng xíu thôi chứ em thấy nó khịa hoài. Cái comment gì mà kệ. Nó bảo là Vision đời mới nói làm gì. Tao làm nghề mới chục năm à. Bảnh thì dán cái bộ đồng hồ Vision đời cũ liền không ghép nối. Bố mày bỏ nghề. Dạ. Thêm cái ai còn ghét vô. Ghét gì? Anh xe này là xe Vision đời gì đây? Đời cũ không? Là lên thanh luôn nha. Nhưng mà muốn hỏi là cái nấu đời bảo gì? Bộ đồng hồ anh. Quay sát cho dùm anh coi. À, chi tiết hết nè, vào hết luôn nè ha, không có cắt chẻ ghép hay trơn á. Đây ok chưa, đúng cái bộ đồng hồ chưa, đúng rồi phải không? Thì đây là lúc chưa dán nè anh em, quay sát vào cho anh em thấy được cái góc cạnh cái bẻ keo rất là sâu của cái bộ đồng hồ của xe Vision đời cũ ha. Phải nói là trong tất cả các bộ đồng hồ mà khó dán á, thì mình cũng ngán nhất là cái bộ đồng hồ này. Bẻ keo rất là sâu, anh em thấy không, cái rãnh của nó rất rất là sâu vào bên trong luôn. Đãi vậy nó còn màu trắng nữa, mà dán sang cái màu xám xi măng của thác 350 á thì mình không thể chẻ anh em. Mình mà chẻ thì nó có cái lằn màu trắng ra thì nhìn nó nhăm nhở lắm. Ủa xịt nước làm gì vậy? Nè nè. Nó nóng quá, xịt vô cho nó mát. Cũng đố anh em luôn ha, tại sao mà mình vừa dán mà mình vừa xịt nước lên nè. À, phải nói là dán cái bao đầu này nó rất là cực anh em, phải sử dụng rất rất là nhiều kỹ thuật luôn, tuyệt chiêu nữa. Sáng nay cũng chia sẻ cho em một cái kỹ thuật cũng khá là hay nè ha. Đó chính là dùng cái quẹt khò để mà mình đi chết góc chết mí những cái mà góc mà mình cần bấm nè, cho keo nó chết ở vị trí đó luôn á. Nên đặc biệt là cho bẻ này nè anh em thấy không? Nó rất là dễ lên. À, nhiệt độ cần phải đủ chín thì quẹt khò là cái ứng dụng rất là tuyệt vời. Anh em có thể ủng hộ mình một cây quẹt khò này nha, đặc biệt là anh em làm nghề đề can á, có 45 cành thôi. Cảm ơn anh em luôn. Và đây là hoàn thiện rồi nè, như anh em thấy đó ha, vào liền lặn hết tất cả những cái góc sâu, góc chết, góc cạnh, góc khuất gì cũng vào hết luôn nha anh em. Và cũng chia sẻ cho nó rõ luôn là các bạn gì đó nói là tôi dán được cái bợ đồng hồ này á thì sẽ bỏ nghề bỏ gì đó, thì tôi cũng nói luôn nha, tôi dán không phải vì tôi nhận cái lời thách thức thách đố gì đó của bạn đâu, tôi dán liền vì tôi muốn cái sản phẩm tôi làm ra nó đẹp nhất có thể thôi. Và tôi dán liền là vì tôi muốn cái người trả tiền cho tôi đó, cái người chủ xe này nào vui nhất có thể thôi. Và trong tương lai 1, 2 năm hoặc là 5, 7 năm nữa, nếu như tôi còn làm nghề thì họ vẫn nhớ tới tôi và trả lại tôi thôi. Đơn giản nó chỉ vậy thôi chứ không phải vì tôi muốn cho bạn bỏ nghề đâu. Ok, sẵn đây tôi cũng chia sẻ cho anh em luôn cái bộ khóa này luôn, là hai học hai bên, nó cũng rất là khó. Và tôi nghĩ là nó còn khó hơn cả cái bộ đồng hồ kia nữa. Để mà vào sau cả hai học hai bên cũng như là mình vào cho nó tròn cái bộ khóa, các bạn không có chẻ ghép ra thì phải nói là rất là khó luôn. Như các bạn thấy mình dán hoàn thiện rồi nha, nhưng các bạn thấy mà đẹp đó thì có thể ủng hộ mình một cây quẹt khò nha. Bye bye, cảm ơn các bạn rất nhiều.